Hàn Quốc đang là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam không chỉ về đầu tư hay giao thương mà còn về hợp tác và chuyển giao công nghệ. Do đó, sắp tới đây Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các công nghệ mới từ nước này. Thông tin ghi nhận từ hội thảo xúc tiến đầu tư chuyển giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc vừa diễn ra gần đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm 14 tháng 10, 22 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong nhiều lĩnh vực như phần mềm, điện tử, cơ khí chế tạo, phụ tùng ô tô, thiết bị hàng hải đã có buổi gặp gỡ với hơn 30 doanh nghiệp, viện trường tại Việt Nam. Đây là một trong các chương trình mà Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ hợp tác cùng Hiệp hội Doanh nghiệp Đổi mới Hàn Quốc Innobiz tổ chức. Đơn vị này cho biết sắp tới đây nhiều hoạt động xúc tiến giới thiệu trao đổi công nghệ giữa hai nước sẽ được tăng cường tổ chức. Cụ thể, đầu tháng 11 tới, trong hoạt động trình diễn và kết nối cung cầu công nghệ được tổ chức tại Bà Rịa Vũng Tàu, các đối tác Hàn Quốc sẽ tham gia giới thiệu các công nghệ về phát triển đô thị xanh bền vững. Theo ông Trần Vũ Hải, trưởng văn phòng đại diện Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ tại thành phố Hồ Chí Minh, chính phủ đang khuyến khích các hoạt động chuyển giao công nghệ từ các thị trường có trình độ tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu. Trong đó, Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác tiềm năng hàng đầu. Trong quá trình mà triển khai hoạt động, chúng tôi nhận thấy rằng là công nghệ có nguồn gốc từ Hàn Quốc thì là khá là phù hợp đối với lại là cái điều kiện hiện tại ứng dụng của tại Việt Nam. Thì là về là trình độ công nghệ thì cũng rất là tiên tiến, giá thành rất là phải chăng không có cao như là công nghệ có xuất xứ từ châu Âu. Còn về mà văn hóa thì giữa hai nước cũng là có một sự rất là tương đồng và một sự giao lưu và rất là gần gũi. Thì đấy cũng là một cái lợi thế trong cái hoạt động giao lưu kinh tế cũng như là nói chung cũng như là chuyển giao công nghệ nói riêng. Thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cũng đã có nhiều hoạt động hợp tác và kết nối với các tổ chức khoa học lớn khác tại Hàn Quốc như Tổ chức Xúc tiến Phát minh Hàn Quốc KIPA, Hiệp hội Công nghệ mới trong xây dựng giao thông KCNET, Hiệp hội Cấp phép Công nghệ Hàn Quốc KATLO,